Xin chào tất cả anh em có trở lại kênh nhé. Hôm nay mình giới thiệu em gà F1 để cho anh em xem. Anh em nào ưng thì điện lại cho mình nhé. Đó, con gà này mình nuôi cũng được gần 2 năm rồi đây này. Mình mới mới cho đạp mái đó, mới mới bắt lại đó. Cựa nó khá là dài này. Đó, nó mới bắt vào nó tung lồng, nó sổ lồng ghê lắm rồi. Lúc trước thì mình có thuần được một thời gian rồi, sau có thấy nó gáy hay nên mình nằm nọc luôn á. Đó, giờ mình lại bắt vào nên là ai mà thích thì liên hệ lại nhé. Nói chung là mình cũng nản thuần cái con này lắm. Mỗi lần bắt nó là máu cựa nó đâm vào máu tay không. Nó nhiều nhát lắm. Nhưng mà thôi anh em nếu có khả năng thuần thì cứ thử sức thôi. Thuần được thì đẹp. Tại vì dòng cái một nó bố nó giặc nên nó dáng gáy hay lắm. Nhưng mà đi mồi thì mình cũng không không nói trước được, tại vì giống cái một thì nó đánh nó không xương gáy như là dòng ép đâu. Cái một nó chỉ gáy nó hạn chế lắm. Nhiều khi ra nó gáy một hai lần cái nó thôi à. Đánh được một hai kèo là nó nghỉ ngưng à. Nó không chịu gáy như là dòng dòng ép F3, F3, F4 hoặc là FX á. Thuần dễ. Đó, mà nó lại đánh nó được lâu dài. Một này cũng hên xui lắm. Nhiều khi ra rừng nó đứng ngây ngây vậy á. Mà nó xúc dây ghê lắm. Mà sao bạn nói F1 là mồi được thì mình cũng thấy ngạc nhiên luôn á. Tại vì nó mình thuần nhiều nó thấy khó lắm, nếu máu rừng cao thì chắc là khó, cực khó luôn á. Đây này, nó mệt quá này các bạn thấy không? Đó, thuần một hồi sau đó nó mệt quá nó mới chịu cho mình cầm nó đấy. Thấy nó xúc dây thấy không? Nó không có chịu đâu, nó lì lắm. Đó. Đây là lúc trước là mình đã thuần rồi đấy nha, xong là mình nhốt lại để. Hay là mình thả ra để cho đạp mái đấy, giờ lại thuần lại đấy. Thấy thấy không? Nó có con nó xúc luôn, nó giật dây mà gãy chân luôn á. Nó không chịu. Đó, nhìn thấy không? Tàn tạ. Tí nữa cái video kia mình sẽ quay cho nó lúc nó ở cùng với mái, nhìn nó đẹp lắm, nó mướt, vàng, ươm. Mà nông nó mượt, đó cho mà thuần được một hai lúc mà. Thuần được một hai tiếng mà nhìn nó như vậy á. Đây. Sau một hồi đánh vật với nó thì nó đã đứng trên cây đây. Đó, tàn tạ. Nó đứng trên cây này là nó cũng khá là chịu là hợp tác rồi, nhưng mà nó vẫn còn đấy lắm. Mình đứng đây được chứ mình bất chợt mình ra mình chờ nó là bắt đầu nó nhảy xuống là nó treo chân nó không chịu luôn á. Bị treo chân mấy lần rồi đó, nó như vậy này đó. Nói chung nó có nhiều cách thuần gà lắm, mỗi người có một cách riêng. Mình thì hay làm như này. Có vẻ là hơi ác đúng không? Tức là cho nó treo chân một hai lần đó là nó sợ, để lần sau nó chịu hợp tác á. Là nó biết là khi nó nhảy xuống là cái dây nó sẽ quấn vào chân nó và nó sẽ bị đau, cho nên nó không 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 nhảy xuống nữa. Thì nhớ các bạn nhớ cái dây cái cột gần và cái cọc nhé. Là FX thì các bạn thuần gồm 1 5 10 phút thì nó còn dặn dặn tí, chứ còn gà F1 thì cứ nó thuần gà F1 mà bảo 5 phút nó dặn thì chắc không phải đâu. Nó mệt quá nó mới đứng vậy á. Một số bạn cứ hỏi mua gà F1 để mồi rồi gà đặc để nuôi này nọ nhé. Nói chung là tùy mục đích các bạn sử dụng thôi, nhưng mà mình thấy không nên nuôi đặc. Tại vì khó 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 nuôi lắm. F1, mồi F1 thì lại càng khó nữa. Còn một số người bán không có tâm, cứ nói là đây là gà F1 này, bán đại cho người ta, nhưng mà không phải đâu các bạn. Cái F1 mà đi mồi cực khó luôn á. Thuần đã khó rồi nó chỉ cái việc đi mồi. Nhiều người sao cũng liều thật, cũng dám nói là bán gà F1 để đi mồi. Rồi gà mái nữa. Gà mái cũng vậy, gà mái F1 nó đặc nó ít đẻ lắm, nhiều khi nuôi nó mấy tháng nó không đẻ luôn á.
Còn gà đặc thì về nhà nuôi có khi cả năm không thèm gáy. Và vậy cho nên hỏi mấy trang trại lớn mà không có gà F1 hoặc gà đặc là vậy đấy. Hoặc là gà đặc có nhưng mà cũng phải một năm, hơn một năm mới bán là vậy. Nó khó nuôi ấy. Nhiều khi bắt qua bắt lại nó cũng chết. Nó đi tìm mục đích sử dụng của anh em thôi. Anh em thích thế nào thì mình thế. Đây đây nó là nó lúc nó chưa thuần nó đẹp này đây, óng mượt ha, nhìn cái là kết liền đó, người nhỏ nhắn chắc một như vậy. Rồi, anh em thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nhé. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Anh em nào muốn mua thì liên hệ lại nhé. Rồi, xin chào nhé.